Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 13 đơn vị doanh nghiệp với gần 700 lao động nộp hồ sơ và được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số tiền tạm dừng đóng là gần 4 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị được phê duyệt tạm dừng đóng số tiền phạt lao động nhiều nhất là công ty cổ phần rượu bia nước giải khát Aroma với 156 lao động, số tiền được tạm dừng đóng là trên 920 triệu đồng. Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ bia rượu nước giải khát Hà Nội 82 lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Nhật Hoa là 128 lao động. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6 năm 2020, ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6 năm 2020 mà dịch COVID-19 vẫn chưa giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị, kịp thời phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12 năm 2020.